Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phông thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. McDonald's, thức dậy sớm là điều không dễ dàng. Vì vậy, hãy thưởng cho mình một ly McCafe mới pha chỉ với 1 đồng tại McDonald's. Được làm từ 100% hạt cà phê Arabica, chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for 250 của McDonald's. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19 live, và vì thế quý vị có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rất đều đặn ở trên mái ngói. Trời mưa mãi và mưa kéo dài đến bao lâu hả Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị, khi mà nhìn cái dự báo thời tiết mà cho từng giờ đó thì kéo xuống không thấy lúc nào mà ngưng mưa cả. Không ngưng luôn. Vâng, không ngưng thưa anh. Nhưng mà sau nghe dự báo thời tiết thì các đài, các kênh truyền hình thì họ nói là đến chiều thì sẽ có ngưng một tí, một vài giờ, nhưng mà ở đây thì lại không thấy. Thì họ nói đến khuya và bắt đầu sáng ngày mai thì lại có mưa tiếp tục trở lại. Mưa ngày mai luôn. Vâng, mưa qua đến ngày mai luôn thưa anh. Và rồi ngày hôm nay thì dự báo thời tiết cho biết là từ sáng sớm cho đến 9 giờ sáng ngày hôm nay thì sẽ có những cái dự báo là biển động, thưa quý vị, là có sóng to và có gió, cho nên là những ai mà hay đi thuyền hay là thích đi bơi lội lạnh trong những cái ngày này từ đây cho đến 9 giờ sáng thì không nên đi ra biển. Và ngày hôm nay thì nhiệt độ ở Westminster rất là thấp thưa quý vị, 60 độ trở xuống mà thôi. Buổi tối thì ở mức là 55-54 độ. Và Anaheim thì cũng như vậy, mưa rầm rề cho nên là nhiệt độ chỉ ở mức là 60 độ buổi tối, 55-56 độ. Riverside thì lạnh hơn một tí, 55 độ trở xuống. Buổi tối thì ở mức là 50-52 độ. Và ngày hôm nay thưa quý vị, ngày mai trời vẫn còn mưa và trong những ngày này thì vừa mưa mà có gió nữa, từ khoảng chừng 10 cho đến 12, 13 dặm một giờ. Những ngày này thì độ ẩm cũng khá là cao. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 44 phút sáng và mặt trời lặn lúc 5 giờ 28 phút chiều. Quý vị lái xe nhất là vào chiều nay, bây giờ thì xem như là sáng nay cũng gặp nhiều cái trở ngại trên các xa lộ lớn thì chiều nay cũng thế, cũng như sáng sớm ngày mai cũng thế. Mong rằng quý vị an toàn trong những cái ngày mưa này. Một lần nữa, mặc dù là mưa nhiều nhưng mà ông thống đốc Jerry Brown tuyên bố ông sẽ chờ cho đến khi ông nghe chính thức từ các cơ quan về tiện ích nước để xem coi sẽ hủy bỏ lệnh hạn chế nước. Hiện nay tiếp tục vẫn áp đặt 20-25% tiết kiệm nước cho toàn California. Mặc dù chúng ta thấy mưa nhiều như thế nhưng mà mưa lại rơi ở những chỗ không cần thiết. Vì thế vẫn có một số nơi tình trạng hạn hán vẫn còn cao, chẳng hạn như là quận Santa Barbara, thưa quý vị. Riêng vùng phía bắc dãy núi Sierra Madre cũng như phía nam dãy núi San Gabriel cũng có một cái lượng tuyết rất cao. Chắc chắn mùa hè này và mùa hè sang năm chúng ta không thiếu nước. Trở lại với tình hình hoạt động tài chính vào sáng ngày hôm nay, các mối quan tâm đến sắc lệnh của ông Trump cũng như tòa kháng án liệu rằng sẽ đưa ra phán quyết có lợi cho ông Trump hay có lợi cho những người tị nạn. Những mối quan tâm này đã khiến hoạt động của thị trường tài chính vào sáng có vẻ trì trệ. Có lúc mở cửa ra không lên không xuống, nhưng mà ngược lại tới đầu tư đổ xô đi mua vàng để mà dự trữ. Đó là lý do tại sao giá vàng tăng mạnh trong ngày hôm nay. Vào thời điểm này, và lẽ đương nhiên cái con số nó còn thay đổi rất nhiều thưa quý vị, Dow Jones hầu như không lên không xuống,
Nasdaq xuống 6 điểm, S&P 500 xuống hơn 3 điểm thưa quý vị. Trong khi đó giá vàng hiện nay sáng nay có lúc lên được 12 đồng, bây giờ thì lên chưa đầy 10 đồng, 1.230 đồng 50 sen. Giá dầu thì xuống 46 sen ở mức 53 đồng 37 sen một thùng. Trị giá đồng đô la nghĩa là không tăng không giảm trong ngày hôm nay vẫn ở mức .07 sen đổi lấy 1 euro. Như chúng tôi đã thưa đó, các vụ mà tranh cãi và điều này chứng minh cái điều gì thưa quý khán thính giả, cho thấy rằng là sắc lệnh của ông vua, vua Hoa Kỳ đó vẫn không thể nào vượt qua được một phán quyết của một ông tòa liên bang duy nhất ở tiểu bang Washington đưa ra vào cuối tuần qua, là cho rằng sắc lệnh của ông Trump là vi hiến. Vì thế ngay lập tức bên phía Bộ Tư pháp của ông Trump đã yêu cầu tòa kháng án xem lại cái phán quyết của ông tòa dưới tòa liên bang. Thế nhưng ngày hôm qua rất là nhiều người bất đồng và nhiều người lại rất là vui, bởi vì tòa kháng án thì nói rằng ngay bây giờ là họ không có đủ các bằng chứng cũng như dữ kiện để đưa ra phán quyết cuối cùng. Vì thế yêu cầu phe của luật sư các tiểu bang kiện sắc lệnh ông Trump cũng như Bộ Tư pháp phải cung cấp thêm các bằng chứng, hạn chót là đến chiều hôm nay thưa quý vị. Chiều hôm nay thì tòa kháng án sẽ nghe hai bên ra điều trần để quyết định cuối cùng. Và quyết định cuối có thể diễn ra trong vài ngày tới liên quan đến sắc lệnh của ông Trump là có tiếp tục ngăn cấm người tị nạn từ 7 quốc gia Hồi giáo để kiểm tra hồ sơ của họ từ 90 cho tới 120 ngày. Thứ hai là ảnh hưởng đến những người trong tương lai gạn lọc những cái hồ sơ tị nạn của những người này. Trong vòng 2 ngày qua thì cái danh sách trong đó có các hãng máy bay quốc tế cũng đã nhận được cái tin tức từ phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho phép khởi động lại cái chương trình tị nạn cũng như những người nào đã bị kẹt ở phi trường trong thời gian qua. Có điều lạ đó Thảo Yên, một số những người mà đến từ các quốc gia như bị cấm đó, trong số 7 quốc gia Hồi giáo đó, mặc dù họ cầm trong tay cái visa H1B là visa đi làm, vậy mà họ ra phi trường họ vẫn bị cấm và bị đuổi trở về. Có những trường hợp nhiều người đã lên máy bay bay từ Iran đến Dubai để chuẩn bị từ Dubai đến Los Angeles hoặc là tới New York, họ đã bị gửi trả về Iran vào tuần qua. Và quý vị có thể tưởng tượng không, có nhiều người họ sống hồi hộp vô cùng, trong đó có một phụ nữ làm kỹ sư ở New York rất là giỏi cho Iran và đã được giấy phép của công ty Mỹ cho vào theo diện visa H1B, vậy mà cô vẫn bị kẹt ở tại phi trường như thường. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin hiện nay để xem coi hai bên sẽ tìm cách như thế nào. Một bên là ông Trump, một bên là các luật gia đại diện cho các tiểu bang chống sắc lệnh, cũng như những cái công ty Mỹ hiện nay chống đối sắc lệnh của ông Trump như thế nào. Ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình này được mang tới bởi McDonald's. Vừa qua cả những ngày khó khăn nhất với một ly mặt cà phê trong tay. Mặt cà phê của McDonald's được pha mới mỗi 30 phút và chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for $2.50 của McDonald's.